Đó thì chiếc xe này á, thì là cái phân khối của nó là tới 200 lận. Đó, 200 phân khối. Bởi vậy cái tên của nó là Y200Y. Tiếng Việt của mình là bê phở 200E đó. Thì nó 200 phân khối lận. Nhưng mà chiếc này thì nó bán ở thị trường châu Âu chứ không phải là ở ở thị trường Việt Nam của mình. Thì cái mẫu mã nó cũng cái nét xưa của nó. Đó, Piaggio. Cái máy thì nó cũng nằm mấy hôm nay. Còn máy bên bên kia thì đó, cái máy thì nó nằm mé bên tay tay phải ở đằng sau. Cái bồ cái ông bồ rồi cái khăn đó, là mấy cái công tắc nè, cái đồng hồ condomet này là nó là thị trường của Mỹ. Mile per hour là chứ không phải là km đó. Này là cái cốp xe đây đó, đời 83. Nó lớn hơn chút mấy xe Vespa của mình bên Việt Nam. Đèn xi nhan cũng cái mark hiệu Piaggio. Cũng hai cái đèn đèn chiếu hậu. Để một chút mình cho nó nổ máy ha. Đại khái nó như vậy đó. Đèn thì cũng đèn sáng. Đây là nó sàn số nè, số 1 bông mo, số 1 bông mo, 2 3 4, nó có 4 số. Chìa khóa khóa cổ. Đó. Đi vòng ha. Rồi, chút nữa cho nó nổ máy nha. Nó nổ cái tiếng ngộ không? Đang đang pha để hái thì thôi, để mà mình lên mình cởi nó ăn vòng nha.
Thank you.